Chúng ta đang đến với chương trình ghép đôi thần tốc online phiên bản idol. Xin chào mọi người, mình tên là Oxy, hiện tại thì mình đang làm DJ chơi nhạc ở các club và các kênh group bar ở Sài Gòn. Em là một người có thể làm được rất là nhiều việc, thiết kế 2D, 3D, rồi công nghệ, rồi em quay phim được, rồi nói chung em lên kịch bản, em họ làm diễn viên được. Em rap được, nhưng mà điểm yếu của em là khi em yêu ai thì em lại bị lụy tình cảm vào người đó nhiều quá. Wow, có cái vụ yêu ai lụy nữa hả? Trời ơi, ông kia dạ làm gì ông rồi, trái tim ông hoài vậy ông Minh? Ông làm gì ông sợ tim rớt ra ngoài hay gì vậy? Mối tình thứ hai chị là mối tình đó là khiến em giống là em quần quại luôn á chị, chết lên chết xuống té ruộng rồi đứng dậy em té chứ. Nhìn bên ngoài thì mạnh mẽ vậy thôi nhưng mà bên trong nó kiểu như là nhõng nhẽo. Rồi thích kiểu như là bạn trai lúc nào cũng bấm quýt với mình hết á. Gu của em chị ơi. Gu em là gu làm sao? Một người con gái miền Tây, cái kiểu như là thước tha dịu dàng mà lại thích vẽ tranh mà yêu động vật nữa. Dù em có quyết định như thế nào thì anh cũng tôn trọng quyết định của em. Mẹ nói rồi, nhà không thiếu gì, chỉ thiếu mỗi dâu thôi. Mọi người đang theo dõi chương trình đến cái lúc gay cấn này rồi. Bây giờ quý vị khán giả đang theo dõi hãy nhanh tay vào ngay community ghép đôi thần tốc trên Viber để tham gia mini game bình chọn coi là OC sẽ chọn chàng trai nào để đi tiếp vào vòng sau quý vị nha. Chương trình được phát sóng vào lúc 20 giờ tối thứ 6 hàng tuần trên YouTube MCV Media.